Wanna move my feet, wanna drink my wine. Wanna move my feet, wanna drink my wine. Wanna move my feet, wanna drink my wine. Wanna move my feet. Mày đứng đây chờ tao xíu nha, tao lên nhà anh lấy đồ cái rồi mày đi ha. Có cuộc họp gấp ngày hôm nay là vì sếp Trương ra lệnh cho phòng chúng ta phải đạt KPI tăng thêm 20% trong quý này. Sao cao quá vậy? Nhiều quá, không được đâu. Tôi phản đối.
Chỉ tiêu đưa ra như vậy là quá cao, quá sức ký phòng của chúng ta. Nếu cô nhắm làm không được, cô có thể xin từ chức, tôi đưa người khác lên thay. Tại sao anh có thể nói như vậy được? Tôi chỉ đưa ý kiến của mình ra thôi mà. 20% là con số rất là cao. Nếu như chúng ta không làm được thì ai chịu trách nhiệm? Tại sao những người khác làm được, còn cô thì không? Công ty này không chấp nhận những người thiếu thực lực như cô. Chị Lam ơi. Lam đi rồi. Sao? Những người còn lại có ý kiến gì không? Nha. Thôi mình nghỉ giải lao 5 phút ha. Đi chùa mấy má ơi. Anh cư xử cái kiểu gì mà kỳ cục quá vậy? Anh nghĩ sao trước mặt mọi người trong công ty mà anh nói Lam bất tài vô dụng? Nhưng mà anh đâu có nói sai. Anh không thể nào nói chuyện như vậy được. Anh nghĩ anh nói vậy là Lam có tổn thương không? Trong khi Lam là bạn thân của em mà. Phương, Lam là bạn thân của em. Anh biết điều đó và công ty ai cũng biết hết. Do đó em cần phải rõ ràng giữa tình bạn và công việc. Ở đây là công ty chứ không phải là quán nhậu. Anh quá đáng thiệt luôn á. Lam, mày đừng giận ổng nha. Tính ổng hay vậy lắm. Nói vậy chứ không có gì hết trơn. Không sao đâu, ta thấy ổng nói đúng mà. Rõ ràng là tao bất tài vô dụng rồi. Mày đừng có gì tao mà cãi nhau với bạn trai của mày nha. Cái này được không? Chốt bộ này. Ủa rồi mẫu đâu? Đâu biết. Ủa là sao? Mấy giờ rồi? Dạ 8 giờ. 8 rưỡi. Ai chịu trách nhiệm gọi mẫu? Dạ em đang gọi, chị đợi em xíu em gọi. Sáng giờ em gọi không được, chắc đang chạy xe hay sao á. Em hẹn mẫu mấy giờ? Dạ em hẹn 6 rưỡi. Bây giờ 8 rưỡi rồi tại sao chưa thấy mặt mẫu? Hả? Bây giờ không có mẫu lấy người đâu ra chị chụp đây. Hả? Nếu mà chị không chụp thì chạy deadline khách hàng thì ai chịu trách nhiệm đây? Dạ em biết rồi, đợi cho. Em biết. Em chụp cái gì vậy? Bây giờ sao? Dạ chỉ có người bắt máy à. Dạ. Rồi người ta nói sao? Dạ tổng đài. Ủa còn dở nữa. Không nói thiệt mà, tổng đài nói là... Bây giờ phải làm sao đây hả? Làm. Chị ơi chị. Hôm ấy mình nhờ chị Lam làm mua đồ đi chị. Dạ. Em thấy được á, tại chị Lam nhìn dễ thương, xinh xắn, trắng trẻo, đáng yêu. Dạ đúng rồi chị Lam, ăn khùng quá à. Tôi đâu có biết diễn gì đâu chị Nhiên. Kêu tôi vô làm mua đồ. Không, tuần của em có một stylist đây mà. Dạ. Tôi thấy vậy nè, nghệ thuật là không thể gượng ép được. Tôi vô làm mẫu cho. Chị Lam đi chị. Chị Lam. Không, tôi vô làm không được là hư bột hư đường hết. Đi mà chị. Đi mà chị. Chị Lam, chị đủ gì? Chị nói chị Lam. Đưa Lam đi thay đồ đi. Anh thấy sao? Anh thấy sản phẩm thì ok, nhưng mà mẫu thì tệ. Anh kỳ cục quá. Rồi, buổi chụp hình kết thúc nha. Cảm ơn tất cả mọi người. Hôm nay Phương xin lỗi mọi người. Phương có hơi căng thẳng với mọi người một tí xíu. Phương thật sự không ổn tí thôi, nhưng không sao hết.
Thôi để đền bù cho mọi người thì bây giờ mời mọi người một buổi bạc ti nho nhỏ nha. Sướng quá sướng. Ngày hôm nay là chúng ta cùng nhau ăn mừng vượt qua được cái vụ chụp hình. Tưởng không qua, ai ngờ cuối cùng thành công triệt để hết. Nhiều khi thấy mình cũng giỏi lắm chứ bộ. Ê, mà tao có góp ý nhẹ cái nha. Dạ. Nè, đây là cái dạng hậu cần nè. Đây là chính nè, ha. Thấy là ăn bận không? Nhu mì ghê không? Ba bà, làm gì mà đội ba bánh bao lên đầu vậy? Chắc có chuyện này anh chưa biết. Anh bà nội mày ăn dép không? Chuyện này chị chưa biết. Nói nữa đi cưng. Tất cả những thứ này là sự cố. Sự cố? Dạ đúng. Tại vì khách đặt tụi em may đồ cho khách đi đám. Đi đám, đám gì? Đám cưới. Đám cưới. Đúng. Mà bận về. Xong khách trả lại. Nên tụi em tiết tiền tụi em mặc cho đỡ tốn tiền công ty. Đúng rồi, em thấy bộ đồ này rất là tây. Happy New Year. Happy New Year. Yo 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 yo. Yo. Yeah. Yeah. Xịn quá. Nói gì cũng biết luôn. Đúng rồi, hôm nay chúng ta phải cảm ơn Lam. Tao rất là cảm ơn mày luôn á. Không có mày tao không biết xoay sở làm sao nữa. Tao với mày mà còn nói cảm ơn hả? Mình là bạn thân mà. Ừ, đúng rồi. Vậy thì bây giờ mình sẽ uống cho tình bạn của Phương với Lam. Đúng rồi. Ok, 2, 3. Yo. Chúc mừng đính hôn nha. Chúc tụi bay hạnh phúc. Vậy là từ nay tao sẽ từ giả kiếp sống độc thân, chuẩn bị đeo gông vô cổ. Mà mày cẩn thận nha, tao thấy mày hay quên coi chừng mất chiếc nhẫn á. Kỳ dữ quá à, chuyện xui xẻo. Xin lỗi. Lam nó cũng đúng á, tính em hay quên lắm. Trời ơi, mất chiếc nhẫn biết sao luôn. Là chết đi anh. Vậy thì em phải giữ nó thiệt là kỹ. Giữ thiệt là kỹ nha. Ê Lam, mày sao vậy? Mày lại nhớ tới thằng đó hả? Tao mừng cho mày. Tao sẽ luôn bên cạnh mày. Rồi mai mốt mày sẽ tìm được một nửa yêu thương của mày. Mai mốt hả? Nhất định. Nhất định. Ai trong chúng ta cũng sẽ hạnh phúc. Bé mơ lắm trò đùa. Em không thích cái kiểu đùa giỡn vậy đâu đó. Anh ăn nữa không? Em mới. Không, anh không ăn nữa đâu. Anh thấy vừa. Anh nên nhớ là sếp, còn mơ là nhân viên đó. Anh no rồi. Anh lên trước. Em lại ăn đi nha. Anh đi ăn với sếp một tí, em ở nhà ngủ ngon nha. Em say rồi, em đi về đi. Rượu bia mà say cái gì, say tình em mới sợ nè. Nói thiệt với anh luôn, mỗi lần mà em lên công ty ở trong công ty em rất là bực mình chị Phương. Lúc nào chị Phương cũng nắm tay thì chuồng à. Mà chị Phương không biết là em rất là thích anh em, phải không? Bây giờ tối nay em với anh chiêu này. Mình chiêu với nhau. Mình đi chơi, mình chiêu giống nhau chứ giờ. Em bận rồi, em say rồi, em đi về. Không, em không giờ nổi, bây giờ anh đưa em về.
Lam, sao mày có mặt ở đây? Mày tìm An phải không? Theo tao. Thôi em say rồi, em đi về. Say gì say, mà say em say anh nữa chứ say gì. Mơ. Bây giờ anh, cô làm gì vậy? Có tin hả? Cô có biết là An với Phương đính hôn rồi không? Trơ trẽn quá vậy. Chị Lam, chị Phương, là sao? Còn anh nữa. Đồ sở khanh, sao anh có thể đối xử với bạn tôi như vậy chứ? Phương. Em giải thích. Cô nữa. Thôi Lam. Bị tin. Lam. Lam. Đi Lam. Em đi chill mà em vô tình mà. Sao quấn mấy người này sao vậy? Đi làm cũng bị quấn, đi làm cũng bị quấn lòng sao? Ok nha. Em xin lỗi mà. Hả? Anh em? Tự nhiên vô quấn là xin lỗi cho đi chill mà cũng bị quấn đổ nọ luôn trời. Sao nói dối em? Anh xin lỗi. Tại mơ say quá, nhờ anh đưa về. Chuyện chỉ vậy thôi, anh không muốn em hiểu lầm. Em tin anh. Dù sao thì tụi mình cũng đã đính hôn. Anh làm gì thì cũng nghĩ tới cảm giác của em một chút. Ê, chị, tôi cảnh cáo cô không được chen giữa chuyện tình cảm của Phương với An nghe chưa? Hả? Nếu như mà cô còn không biết xấu hổ, tôi cho cả cái công ty này biết là cô xấu mặt, cô tin không? Ủa, chị, nhưng mà em... Bây giờ sao? Phải nói chứ, không nói được cô còn lộng hành cỡ nào nữa. Lam, công ty đông người. Hồ Lý Tinh. Ủa gì kỳ vậy trời? Nhìn cái gì? Muốn cầm tay không? Chào cô chủ. Chào chị. Sao? Bữa giờ làm ăn ổn không? Dạ cũng bình thường. Chị sao rồi? Hết xì chết chưa? Một chút. Vậy coi như là sóng yên biển lặng rồi. Chưa chắc. Trước khi có bão lớn, mặt biển thường phẳng lặng. Vậy để em giúp chị rực rỡ hơn để đón bão. Ừ. Là...
Ôi anh, ngồi xuống ăn cơm. Em nấu hết rồi nè. Hôm nay em nấu món anh thích nè. Chắc em ăn một mình quá. Tại anh có hẹn đối tác. Bây giờ anh phải ra gặp đối tác rồi ăn cơm luôn. Em ăn vui vẻ nha. Anh đi ạ. Rồi mai tao đi mổ đục thừa đó. Tính tiền rồi về. Về trước đi, về trước đi. Ôi. Cái gì vậy? Về nha. Thua ngủ ở nhà thì bây giờ anh với em đi chia với nhau đi được không? Không, anh bận rồi. Anh đi với bạn anh. Em đừng bận nữa. Đi với em chia đi, em nói thiệt với anh luôn á. Ở trên công ty á, mỗi lần mà em thấy anh với chị Vương gần gũi nhau em đã ấm ức luôn. Anh đi. Bớt bóng ức người đó hiểu không? Ừ, anh đi. Bây giờ anh đền cho em đi. Anh đi nhậu em chiêu đó em được không? Không nó đi mà không. Anh để lâu có một lần hai đứa anh mình. Anh đi nha không anh phải giọng bạn rồi. Anh em thấy mày uể oải quá vậy. Mấy nay tao hơi mệt. Stress quá hả? Ừ. Chị Phương, em có cái này. Sao cô lúc nào cũng đeo bám anh An vậy, hả? Chị. Cô nói đi. Hả? Đêm qua cô đi với anh An suốt đêm đúng không? Chị bình tĩnh nghe em nói nè. Chị nhìn đi. Đây nè. Mơ. Chị nhìn nè. Chuyện này im đi. Cô đi quá giới hạn của bản thân mình rồi đó. Tao mừng cho mày. Tao sẽ luôn bên cạnh mày. Rồi mai mốt mày sẽ tìm được một nửa yêu thương của mày.
Mai mốt hả? Ừ. Ừ. Nhất định. Nhất định. Ai trong chúng ta cũng sẽ hạnh phúc. Được. Nếu các người muốn diễn thì chúng ta cùng diễn. Nhưng quan trọng ai diễn hay hơn. Ngon quá. 1, 2, 3, 4. Chắc là đủ rồi ha. À, hình như là hết nước tương rồi. Để anh đi mua. Để anh đi mua cho Phương. Thôi được rồi, khu nhà tao, để tao đi mua cho lẹ. Anh với Lam dọn ra giùm em nha. Em đi cái em về liền á. Nhanh nha. Để em ra mở cho. Ờ, cảm ơn em. Ủa Phúc. Nhớ anh quá à. Muốn gặp em á. Dạ. Anh có nhớ em không? Nhớ, nhớ nhiều lắm. Nhớ tại sao không qua spa của em để em chăm sóc da cho. Giờ này anh bận quá mà. Da xấu quá nè. Ấy, con gái không có ý tứ gì hết. Đối với anh mà còn có ý tứ gì chứ. À, anh giới thiệu em, đây là Lam, bạn thân của Phương. Còn đây là Phúc, em gái nuôi anh. Chị thân với chị Phương lâu chưa? Cũng lâu rồi em. Thân lâu rồi đó. Giờ này em đọc báo, em nghe người ta nói á, bạn thân hay chơi nhau lắm á. Anh nói gì kỳ quá, không có ý tứ gì nữa. Em nói thiệt bộ. Ra phụ anh này đi. Bưng giùm anh ra nha. Uống nước cam. Chuyện gì vậy Lam? Phúc là ai vậy mày? À Phúc hả? Phúc là em gái nuôi của anh An. À vậy hả? Ừ. Em gái nuôi. Mà sao tao thấy kỳ quá vậy? Cái đeo bám ông An giống như Sam vậy. Mày coi chừng nha. Coi chừng gì? Thì coi chừng nó giật bồ của mày đó. Phúc quá hả? Ừ. Không có đâu. Phúc biết anh An trước cả tao nữa mà. Vậy hả? Không. Coi như tao chưa nói gì đi ha. Ừ. Mời mọi người ăn nha. Đây, để em gấp cho anh nha. Món này anh thích nhất nè. Cảm ơn em. Nè anh. Để em gấp cho. Món này anh thích nhất nè. Sao anh không gấp cho em? Em ăn cải. Đây. Cho em cá nữa đi. Đây. Cảm ơn anh. Làm ăn mì anh gấp cho nè. Ôi anh, nè. Anh ăn miếng đi. Món anh thích đó, ngon không? Ngon. Ý, dính môi vậy nè. Ôi, miệng ăn thấy ghét quá à. Ăn đi, ăn đi. Ủa, mẹ dạo này khỏe không? Dạ mẹ em khỏe. Mẹ em nhắc anh suốt luôn á. Ừ, lâu quá anh cũng không qua thăm mẹ. Ừ. Rồi yêu đương trai gái sao rồi? Ôi anh đừng nhắc, chán quá. Sao vậy? Tìm hoài mà có được đâu. Mẫu người mà em thích á là giống với anh vậy nè. Con này thiệt. Chút nhỏ này. Ăn đi. Ăn tôm không? Đây nè. Ôi còn vỏ kìa, anh lột ra cho em đi. Đứt dây măng luôn nha. Ừ. Rồi nè. Đúng em. Ngon quá. Tao có việc rồi tao về trước nha. Ừ. Sao cũng kỳ vậy? Chắc Lam bận thiệt. Thôi mình ăn đi. Anh có điện thoại. Chờ anh tí nha. Chị thấy em diễn y như thiệt không? Lòi mặt này ha. Bạn thân,
rồi thân luôn bồ của bạn. Ami cưng, thưởng cho em nè. Phương ơi, công ty có việc, bây giờ anh phải đi gấp. Có gì hai chị em ăn uống vui vẻ đừng chờ anh nha. Còn giận anh hả? Giận hoài à. Thôi mà, anh chỉ coi phút như em gái thôi à. Em không thích. Anh nhận yêu em mà làm. Anh nắm tay Phúc đi. Thôi nắm tay em. Ôm Phúc đi. Hoa nhìn quen dữ ta. Sao anh hẹn ở đây vậy? Em thấy mấy bạn đồng nghiệp hay vô đây lắm á. Anh nghĩ không sao đâu. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Hai người bắt đầu từ khi nào? Xin lỗi. Xin lỗi. Uống ít thôi Lam. Em cũng say rồi đó. Anh không phải là thằng chó kia. Vì những cái tin nhắn hẹn hò để tin mơ là mày đúng không? Anh phải lưu tên của em á là mơ, biết chưa? Để làm gì? Rồi. Mô đi
đâu bận đồ đẹp như chú rể vậy? Đợi em xíu, em đi về thay đồ cô dâu rồi em cưới luôn. Quá vậy mơ. Cái gì? Chú uống rượu em không? À không. Rượu không? Không. Nhậu không? Không. Cái gì mà không? Lúc nào đi đứng kia vậy tệ, xong cũng vậy tệ lắm nha. Nha. Bỏ. Em say rồi em đi về. Rượu bia mà say cái gì, say tình em mới sợ nè. Ở thời gian luôn mỗi lần mà em lên công ty. Ở trong công ty em rất là bực mình chị Vương, lúc nào chị Vương cũng ngắm ra thì chuồng mà. Mà chị Vương không biết là em rất là thích anh em, phải không? Bây giờ tối nay em nhanh chiêu rồi. Mình chiêu với nhau. Mình đi chơi, mình chiêu giống nhau chưa vậy đó. Em say rồi em đi về. Không, đi. Em không về nổi bây giờ, anh đưa em về. Lam, sao mày có mặt ở đây? Mày tìm An phải không? Theo tao. Ở công ty, hai người phải giả bộ ghét nhau để qua mặt tao, qua mặt tất cả mọi người trong công ty. Tại sao những người khác làm được, còn cô thì không? Công ty này không nuôi những người bất tài vô dụng như cô. Đúng rồi, đẹp lắm, cười lên. Cười lên, đúng rồi, đẹp lắm. Dạ, khoái quá. Anh thấy sao? Anh thấy sản phẩm thì ok, nhưng mà mẫu thì Phương, em làm cái gì vậy? Phương, em đi đâu vậy? Có chuyện gì em? Người quay lưng còn em ngủ ngon.
giọt buồn rơi lòng đau vỡ tan. Nếu em gặp anh chưa có như mình mơ ước, yêu thương sẽ không là tổn thương. Vui không? Dạ dạ chị. Chưa, cảm ơn anh chị đã đến này để chung vui với hai chị. Con hết đi con. Chúc mừng anh, chúc mừng mày. Cuối cùng thì mày cũng tìm được hạnh phúc của mày rồi. Chúc hai người hạnh phúc. Cảm ơn mày. Phương, chào bác. Lâu quá rồi mẹ con mình mới gặp lại nhau. Bác, bác có chuyện muốn tâm sự với con. Dạ. Đi con. Con ơi, con đẹp quá à. Em, sao vậy? À mọi người ơi, hôm nay công ty chúng ta có một tin vui. Tin vui gì? Thông báo với mọi người hôm nay phòng chúng ta sẽ có sếp mới. Trời, từ. Cái sếp này tôi nghĩ là phải là đô con mà ngon mà muscle nha. Đúng rồi, muscle, đô con giống em vậy đó. Quê luôn. Gì vậy bà, sếp cho phốt bút giác đâu mà lực lưỡng. Ê, vậy là tôi nghĩ sếp mình á là một người rất là khó tính. Tụi mình phải đề phòng đó. Gì vậy, sếp cho phép mà quản ngục mà khó tính. Vậy thì mấy người đoán đi, sếp là ai? Thôi đừng có đoán già đoán non nữa, sếp tới bây giờ nè. Đầu. Chị Phương. Gì trời, thân thiết quá ha. Ủa, sao xưa ghét người ta dữ lắm mà đòi đục gãy khung xương người ta mà. Sao bây giờ chị Phương sao vậy? Tính đó chị Phương ơi, chiếu cố chị em hả? Chị Phương ơi, lên lương cho em hả? Trời, cái miệng kìa lên lẻo lẻo, cái miệng lên tới cái mang ta ai cãi lại. Cái miệng mày mới đang lẻo á. Ơ gì? Này là công ty. Ủa? Chứ mấy cái chợ. Ủa, chuyện gì vậy? Nghe chưa? Ảnh vừa. Đó. Em đâu biết. Thôi, mọi người đừng gọi Phương là sếp. Phương vẫn là Phương như ngày nào thôi mà. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu vào công việc nha. Kế hoạch như thế nào thì Mơ, em triển khai cho mọi người nha. An làm việc với đối tác nước ngoài nữa hả? Bác quên là con đã tu nghiệp ở bên nước ngoài 3 năm rồi phải không con? Bây giờ á mẹ con mới về. Bây giờ con nói tiếng Anh như là tiếng Việt vậy đúng không? Chủ nhật đi, hai bác cháu mình gặp nhau rồi đi shopping luôn ha. Rồi, tạm biệt con gái. Tạm biệt con gái yêu. Mẹ, mẹ con mới đi shopping, con mua cái áo đầm tặng mẹ nè. Mẹ thử xem vừa không? Nếu không vừa, con mang ra cửa hàng con đổi. Cảm ơn.
tôi không có quen mặc đồ rẻ tiền. Chị Phương. Mơ. Em tưởng chị về rồi. Tối nay chị có hẹn với ông khách nước ngoài, đang định đi làm đẹp xíu nè, đi không? Dạ thôi em không có tiền. Nhỏ này. Chị. Hả? Khách nước ngoài phải ăn tôm mì không? Tôm mì gì? Nhỏ này. Chứ làm sao nữa. Em thấy anh tôm mì á là kết chị lắm á nha. Kết cái gì? Đàn ông nước ngoài ai cũng ga lăng vậy hết. Không phải ga lăng bình thường đâu, cái này là kết thiệt đó. Nhỏ này. Thiệt chứ bộ. Ô, Tommy. Xin lỗi em. Anh tặng em. Cảm ơn anh. Dạ, yeah, không sao. Hôm nay em đẹp lắm. Really? Dạ. Yeah. Cuối tuần, ăn tối với anh được không? Ờ. Đi đi chị, đi đi. Không anh đi. Ok. Ok. Anh An, anh tìm em có gì không? Anh tính hỏi em là hồi nãy Tommy nói gì với Phương vậy? Anh Tommy tặng quà cho sếp Phương. Với lại ảnh còn mời sếp Phương cuối tuần anh đi ăn tối nữa. Anh sao vậy? À, không, anh không có gì. Anh chỉ hỏi thôi. Mà em thấy á, anh Tommy á, ảnh mê sếp Phương từ cái thời mà sếp Phương còn đi học bên nước ngoài á kìa. Bởi vậy á, ảnh mới theo sếp Phương về đây đi làm. Mà đàn ông nước ngoài á, người ta chung tình quá anh ha. Chứ không phải như... À thôi, em đi làm nha. Mời mẹ ăn cơm. Thằng An nó chưa về à? À chắc ảnh đang về á mẹ, để con gọi anh. Sao gọi mà không bắt máy? Thằng An nó chán ngán cái nhà này lắm rồi. No rồi. Vậy là từ nay ta sẽ từ giả kiếp sống độc thân, chuẩn bị đeo gông vô cổ. Sao mày tới rất ăn quá. Sao mày cơ? Phương, đi với anh. Whoa, what are you doing here? Về trễ vậy? Đợi. Phương. Phương tụi yêu ông nhiều lắm. Phương. Phương ơi.
Phương. Phương ơi. Đây. Bác muốn lựa gì? Bác thích gì? Bác thích gì? Con nói thiệt mà. Dạ, yeah, đẹp quá con ơi. Dạ. Ừ. Chà, đồng hồ trắng, nhẫn trắng. Thôi, mình đeo dây chuyền đi cho đẹp, đủ bộ bác ha. Có dây chuyền nào mẫu mới không em? Rồi. Sáng quá trời sáng nè bác. To quá con ơi, lớn quá à. Như vậy đeo nó mới nổi bật. Vậy hả? Bác thích không? Cũng hơi thích. Thôi mình lấy luôn đi ha bác ha. Lấy à, gói cho chị sợi này luôn đi cưng. À, cho chị lấy cái lắc không bữa chị đặt nữa. Bác thích cái gì nữa không? Bác lựa đi. Thôi được con à, được dây chuyền được rồi. Đẹp quá. Đây em. Đây bác. Cảm ơn con nha. Dạ, bác cất đi, cất đi. À, đó là của bác. À, còn cái này là của Lam. Của Lam? Dạ. Ờ, bác cứ cầm đi nha. Cảm ơn em. Đi bác. Đây con. Cảm ơn nha con. Thưa mẹ mới về. À, con có pha nước cam cho mẹ. Để con lấy cho mẹ nha. Mẹ uống nước cam cho mát. Cảm ơn. Cái này của cô nè. Mẹ mua cho con hả? Ừ, không. Phương nó mua cho cô đó. Từ ngày mà chia tay cái tình yêu cay đắng của mày tới bây giờ, sao tao không thấy mày yêu đương gì hết vậy? Mày không buồn hả? Hay mày giấu tao đó? Tao có người yêu rồi. Thiệt không? Ở nước ngoài á. Nhưng mà tụi tao thường hay FaceTime với nhau lắm. Lúc nào cũng nhắn tin hết á. Yêu xa hả? Xa lắm. Nhưng mà ảnh nói là cuối năm nay ảnh sẽ về cưới tao. Chúc mừng mày. Cảm ơn mày. Ý, cái lắc đẹp quá. Sao giờ mới thấy? Ảnh tặng. Kế hoạch hợp tác với đối tác nước ngoài của chúng ta lần này hết sức thành công. Tôi biết là mọi người chắc ai cũng mệt mỏi rồi đúng không? Đúng. Cho nên chúng ta sẽ được thưởng là một chuyến du lịch. Sẽ có chai cho Kelvin. Có rượu cho Cindy. Có tiền tùng cho tất cả chúng ta. Yeah.
sao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách... khách vui lòng gọi lại sau. Thấy em thành công như vậy, anh vui lắm. Chuyện gì? Trời ơi. Chuyện gì vậy? À, chết cái mặt của tôi rồi. Trời ơi, nửa đêm nửa hôm rồi không chịu ngủ mà la lối ông sùm, không cho ai ngủ hết vậy. Dạ, con gọi cho anh An nãy giờ mà anh không nghe máy con. Không có chồng ở nhà thì cứ việc ngủ đi. Trời ơi, có cái gì đâu mà con gái con lứa gì mà tánh nết gì mà xấu dữ vậy? Con... tưởng đâu chuyện gì à? Phương ơi Phương. Phương, mở cửa cho anh Phương ơi. Anh dậy rồi hả? Xin lỗi em nha, hôm qua anh làm phiền em. Có gì đâu. Mà lần này thôi nha, lần sau là em không mở cửa đâu. Anh biết rồi. Anh ăn sáng đi rồi còn đi làm. Ăn sáng đi. Ngon quá. Vị nấu vẫn vậy hả? Không thay đổi. Trời ơi, sao không có gì ăn hết vậy trời? Con nhỏ này riết rồi không có chuẩn bị đồ ăn sáng mới ghê chứ. Trời, con làm gì mà thấy gớm vậy? Con đang làm đồ ăn sáng cho mẹ nè. Thôi, để mẹ ra ngoài ăn. Nhìn mặt cô tôi nuốt không có trôi. Mẹ. Con. Hôm qua anh làm việc ở công ty khuya quá nên anh ngủ lại công ty luôn.
Giờ anh lên thay đồ đi làm tiếp đi. Em làm cái gì vậy? Làm cái gì vậy? Cái gì vậy anh? Có chuyện gì vậy anh? Có gì đâu mẹ. Chuyện gì vậy con? Để con nói chuyện với vợ con một tí. Có chuyện rồi. Ngủ rồi mẹ. Con nhỏ này cái nết ghê thiệt. Cũng dữ dằn lắm nó mới cướp người yêu của bản thân được. Mẹ. Mẹ nói không đúng sao? Rõ ràng là con với con Phương đã đính hôn rồi mà nó dám làm người thứ ba vô cướp người yêu của con Phương. Mẹ, chuyện cũ sao mẹ cứ nhắc hoài vậy? Cái thứ đàn bà mà ăn ở không có hậu này nè, trước sau gì cũng gặp quả báo thôi. Con mà chung sống với nó hả, suốt cuộc đời con không có ngóc đầu lên nổi. Không à? Đêm qua vui vẻ nha. Thôi mệt quá đừng có giấu em nữa, chị Phương kể em nghe hết rồi. Cái gì mà mặn nồng nguyên một đêm say sưa ghê thiệt chứ. Mà thôi chúc mừng anh, chúc mừng hai người. Cuối cùng thì gương dở lại lành. Nhưng mà trong cái chuyện này á cũng có công của tụi em với bộ. Chắc là phải khao tụi em một chầu quá à. Thôi anh đi lên phòng đi, chị Phương đang đợi anh ở trển. Dạ thưa anh. Anh thấy được rồi, cảm ơn nha. Làm cái gì vậy? Ở đây là công ty mà. Em làm như vậy mất mặt anh lắm biết không? Anh đừng tưởng tôi không biết tối qua anh làm gì ở đâu với ai. Người đáng xấu hổ là anh đó. Em về ngay anh. Không, con Phương đâu? Em về. Không, anh đừng hòng đuổi tôi về. Con Phương đâu? Về liền cho anh. Không. Buông tôi ra. Trả lời cái gì? Em muốn anh trả lời cái gì? Em vô công ty em đánh người ta, em có biết anh mất mặt lắm không hả? Mất mặt hả? Ngoại tình mới là mất mặt. Em làm gì đâu mà mất mặt. Anh ngoại tình hồi nào hả? Hồi nào thì anh tự biết. Em không có chứng cứ gì đừng có nói. Em thích nói thì sao? Chứng cứ đâu mà em thấy ngoại tình hả? Chứng cứ đâu anh tự biết. Em quá vô lý rồi. Vô lý chỗ nào? Em có suy diễn gì mà anh đi ra? Em không có suy diễn. Em nhìn thấy tận mắt. Em mù quáng quá rồi. Đến giờ phút này mà anh còn nói dối. Em điên quá rồi. Anh không muốn nói chuyện với em nữa. Cùng cô ấy lòng em đau vì...
vì anh biết mấy ai đổi thay. Muộn màng rồi em biết trách ai giờ khi mình chia ly thế này. Yêu thương cứ tranh giành nên vết thương không mãi chẳng lành. Tại một người đến sau hai tay yêu thương mình mong manh quá. Người quay lưng còn em ngỡ ngàng, giọt buồn rơi lòng đau vỡ tan. Nếu em gặp anh chưa có như mình mơ ước, yêu thương sẽ không là tổn thương. Từ nay ta đành thôi vốn vương, mình em đi đoạn đường phía trước. Sẽ mong ngóng qua nhau, yêu thương phút ban đầu xem như ta chưa từng. Yêu thương cứ tranh giành nên vết thương không mãi chẳng lành. Tại một người đến sau hai tay yêu thương mình mong manh quá. Người quay lưng còn em ngỡ ngàng, giọt buồn rơi lòng đau vỡ tan. Anh, khách hàng đánh giá rất cao anh qua chat vừa rồi. Thì cũng nhờ em đề bạt anh thôi. Em có làm gì đâu, em chỉ làm đúng trách nhiệm của mình thôi à. Phương à, em có để bụng chuyện cũ không? Nếu em nói có thì sao? Và nếu bây giờ em nói là em muốn anh quay lại với em thì sao? Anh cần thời gian suy nghĩ. Vậy cái ngày mà anh phản bội em để đến với Lam, anh có cần phải suy nghĩ không? Anh xin lỗi vì đã phản bội em. Ừ, em cho anh cơ hội bù đắp cho em nha. Vậy còn Lam thì sao?
Thì ra bạn nhắn tôi tính đi là để chứng kiến cảnh này à? Hai người đã làm cái trò gì vậy? Có trò gì đâu. Bây giờ thì mẹ đã hiểu được cảm giác của tao ngày xưa rồi đó. Mẹ muốn gì? Tao muốn hỏi mày là mày có hạnh phúc không? Mày có biết là mấy năm qua không có đêm nào tao ngủ ngon hay không? Tao luôn luôn lo sợ sẽ có một người đến cướp anh An. Nhưng tao không ngờ người đó là mày. Tao không cướp bất kỳ thứ gì của mày cả. Tao chỉ đang muốn chứng minh cho mày thấy anh ta không xứng đáng để mà đánh đổi cái tình bạn của tao và mày như vậy. Một người tao đã rất từng thương, một người tao đã coi rất quan trọng với cuộc đời mình. Lam à, trong một mối quan hệ có ba người, người nào không được yêu thì người đó mới là người thứ ba. Nếu em gặp anh chưa, có như mình mơ ước.